À, vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở với chương trình tiếp theo của Lâm Hi Radio. Như bên em cũng đã nói rồi thì những cái phân khúc đẩy liền vang hay là những cái đồ thanh lý giá rẻ bên em thì rất chi là nhanh hết các bác nhé. Rất là nhanh hết luôn. Và nhân tiện trong cái video ngày hôm nay thì bên em sẽ làm một cái video test hàng cho anh Lê các bác nhé. Bên em vừa lên chương trình sáng ngày xong. Đấy, thì bên em bây giờ đang bán gần như là còn có 6 con nữa thôi các bác nhé. Đấy, bán rất là chạy đúng không ạ? Và ở đây thì em sẽ test hàng cho anh Lê ở chợ Cái, Long Thới, huyện Chợ Lách, Bến Tre các bác nhé. Đã tin tưởng bên Nam Hy và đặt cho mình một con đẩy liền vang đến từ thương hiệu EV Acoustic. Đấy. Model là EV250 các bác nhé. Con này thì bên em đang thanh lý còn 2.9 triệu thôi. Đấy, anh Lê đã cọc trước cho bên em 200.000 đồng rồi. Đấy, tổng thu và tổng phí ship còn 2.860.000 các bác nhé. Đấy. Ở đây thì bên em đang tiến hành đập hộp đây. Bên trong đây các bác nhìn này. Xốp trong, xốp ngoài. Đấy, đóng gói rất cẩn thận các bác nhé. Đấy, một quyển hướng dẫn sử dụng này dành cho tất cả các bác nào mà chưa biết sử dụng con này các bác nhé. Các bác có thể tham khảo qua cái quyển hướng dẫn sử dụng này. Đấy, và đây dây nguồn của nó này. Đấy, dây nguồn rất là xịn các bác nhé. Dây nguồn 3 chân này. Đấy, dây nguồn 3 chân này thì các bác biết rồi. Đấy, những đối tất cả những cái dây nguồn 3 chân thì dây nguồn rất là xịn các bác nhé. Đấy. Vỏ thùng bên ngoài của nó đây. Bên ngoài vỏ thùng nó đây các bác nhé. Đấy, toàn bộ vỏ thùng của nó này. Đấy. Ở đây thì vỏ thùng này bên ngoài sẽ có thông số các bác nhé. Đầy đủ thông số là model EV250 này. Logo của EV Acoustic này. Đấy, số seri đầy đủ đây các bác nhé. Ở bên dưới sẽ là thông số này, chiều cao cũng như chiều rộng các bác nhé. Đấy, đầy đủ thông số này. Đấy, về hình thức con đẩy liền vang này thì bên em đã làm khá là nhiều video rồi. Đấy, sáng nay thì các bác có thể tham khảo qua video cũ bên em nhé. Đấy, hình thức con này thì nó giống rất là giống đầu CD thời 2012 đúng không ạ? Đấy, đầu CD mà hát bằng đĩa đấy. Đấy, con này nhìn rất giống đấy. Thiết kế cổ kính các bác nhé, rất là hiện đại. Đấy, tích hợp một công tắc bật mở nguồn bên dưới này. Đấy, và phần âm tổng của mic này, phần âm tổng music này. Ở đây đủ những tính năng hiện đại còn trong con đẩy liền vang này. Đấy, tuy là rẻ thôi nhưng mà có võ các bác nhé. Con này thì sáng nay thì bên em đã làm một cái video test chất lượng âm thanh rồi. Đấy, cũng như là giới thiệu tất cả các bác model song song với đó là EV X6 Pro rồi. Đấy, đồng giá hai con đúng không ạ? Hai sản phẩm đồng giá và xả hàng cho các bác trong cái chương trình này đúng không ạ? Đấy, đồng giá 2.9 triệu các bác nhé. Đấy, một con đẩy liền vang rất là rẻ mà tích hợp đầy đủ những tính năng hiện đại bên trong. Con này thì chế độ chống rú của nó cũng có các bác nhé. Đấy, nhưng không phải tuyệt đối nhưng mà nó cũng gọi là phần nào đấy là ok rồi. Đấy, các bác hát karaoke thì hạn chế dí thẳng mic và loa thôi các bác nhé. Đấy, các bác có thể chỉnh tốc viết hai cạnh và những cái nút cơ dưới này đúng không ạ? Đấy, music tone này, bass trung check này, chỉnh mic tone này và chỉnh echo fix này đúng không ạ? Đấy, và bây giờ bên em sẽ tiến hành đấu lối cũng như là test chất lượng âm thanh trước khi gửi đi cho anh đúng không ạ? Cho anh Lê các bác nhé. Đấy, và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Lê rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Nam Huy. Theo cái yêu cầu của anh Lê thì anh Lê thì cũng có tìm nhiều sản phẩm trên thị trường rồi. Đấy, tìm những cái mẫu đẩy liền vang rẻ. Đấy, nhưng mà rất may mắn là anh Lê lại chọn Nam Huy để là niềm tin đúng không ạ? Đấy, và cảm ơn anh Lê rất là nhiều đã tin tưởng với Nam Huy nhé. Đấy, và bây giờ thì em sẽ test chất lượng âm thanh trước khi gửi hàng đi cho anh Lê nhé các bác nhé. Ok, và bây giờ thì bên em sẽ tiến hành test chất lượng âm thanh con đẩy liền vang đến từ thương hiệu EV Acoustic và test hàng trước khi gửi đi cho anh Lê các bác nhé. Đấy, mời các bác cùng đeo tai nghe vào để cảm nhận rõ chất âm hơn nhé. Đấy, bên em bạn chưa đến một lửa đâu các bác nhé. Bạn chưa đến một lửa đâu, đánh một đôi loa cây C4500 Pro rất là khỏe luôn. Ok, vừa rồi các bác đã được cảm nhận chất lượng xử lý âm thanh của con đẩy liền vang này rồi. Đấy, và tiện đây thì em báo giá lại với các bác nhé. Hiện tại thì mẫu đẩy liền vang này thì bên em đang thanh lý với giá là 2.900.000 đồng. Đấy, chưa báo ship các bác nhé. Các bác nào đang quan tâm về những dòng sản phẩm ví dụ như đẩy liền vang thon nhỏ gọn mà dễ dàng sử dụng thì các bác liên hệ trực tiếp qua Lâm Hi Radio các bác nhé. Đấy, với số điện thoại 0976 366 855. Đấy, và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. 6 6 7 1 2 1 2 1 2 6